Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Trịnh Phát, quay trở lại với video nhận định thị trường tuần tới cùng với em Quốc Cường Ichimoku nha cả nhà. Trước khi bắt đầu vào video ngày hôm nay, cả nhà mình để lại giúp cho em những cái lượt like, lượt chia sẻ và để lại bên dưới phần bình luận những cái trái tim màu tím ủng hộ cho em Cường với nha cả nhà. Và nếu như mà anh chị mình có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới thị trường, điểm mua bán của cổ phiếu, các nhóm ngành thì cả nhà mình hãy để lại những cái câu hỏi đấy bên dưới phần bình luận. Em Cường sẽ trả lời những cái câu hỏi của anh chị mình ở video gần nhất nha cả nhà mình ha. Thì cả nhà mình cố gắng là để lại giúp cho em những cái lượt đăng ký kênh. Bên cạnh đấy thì anh chị mình cũng có thể tham gia vào cái nhóm cộng đồng em mới tạo nha cả nhà. Đối với cái nhóm cộng đồng này thì mình sẽ trực tiếp cũng như là mình sẽ cập nhật liên tục về tình hình các cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản. Bởi vì trong tuần vừa qua mình cũng tham minh được là khoảng tầm một tháng tới nhóm bất động sản có những cái giai đoạn thuận lợi để mà nó bước vào một cái xu hướng tăng anh chị. Thì mình sẽ liên tục cập nhật tình hình cũng như là trạng thái của các cổ phiếu bất động sản ở trong nhóm này. Cho nên là nếu mà cả nhà mình chưa tham gia vào nhóm bất động sản đánh sóng cuối năm cùng với em Quốc Cường thì cả nhà mình hãy dùng cái ứng dụng Zalo. Anh chị mình quét cái QR code trên màn hình nha cả nhà. Và với cái lịch làm việc của em thì em cũng chia sẻ một tí. Hiện tại là mình đang đồng hành live stream trực tiếp trong mỗi phiên giao dịch từ 11h30 buổi trưa tới hết phiên buổi chiều là 14h45. Cho nên là nếu như mà cả nhà mình có thời gian thì cả nhà mình hãy đồng hành với em Cường trong phiên giao dịch thông qua các cái buổi live stream hàng ngày để chúng ta có những cái nhận định trực tiếp và sát sao nhất. Bên cạnh đấy thì cứ mỗi tối tụi em sẽ cập nhật những cái thông tin, tin tức nóng hổi từ thị trường trong nước và thế giới, cũng như là hỗ trợ quý anh chị mình từ 21 giờ tới 22 giờ mỗi tối trong tuần nha cả nhà. Đó là cái lịch làm việc của em. Cả nhà mình có thể là note lại để sau này chúng ta dễ làm việc với nhau hơn. Thì video của em Cường vẫn bao gồm 4 phần như thường lệ anh chị. Phần đầu tiên là phần tổng hợp các cái tiêu điểm nổi bật của thị trường. Phần 2 là phần nhận định thị trường. Phần 3 là phần nhận định các nhóm ngành. Và phần thứ 4 là phần liệt kê các cái cơ hội tiềm năng trong giai đoạn tới, cũng như là tóm tắt lại tất tần tật những cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Cho nên là anh chị mình đang cầm cổ phiếu hoặc là cả nhà mình đang cầm cái tỷ trọng tiền mặt cao thì cả nhà mình cũng nên theo dõi từ đầu tới cuối video này để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ những cái cơ hội cũng như là những cái nhận định của em sát nhất trong thời gian tới nha cả nhà. Thì phần đầu tiên của video ngày hôm nay như đã đề cập với cả nhà mình là phần đầu tiên chúng ta sẽ tổng hợp các cái tiêu điểm nổi bật của thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua nha cả nhà. Tuần vừa qua đối với thị trường tài chính, thị trường chứng khoán trên toàn cầu đã có một cái tuần tương đối là tích cực anh chị. Kể cả chứng khoán Mỹ, chứng khoán châu Âu, chứng khoán châu Á và cả chứng khoán Việt Nam đều có một cái sự tăng trưởng tương đối là tích cực trong tuần vừa qua. Ví dụ như chứng khoán Mỹ, các cái chỉ số như Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 cũng đã vừa vượt đỉnh anh chị, vừa vượt đỉnh trong tuần vừa qua với một cái mức kết tuần tăng trên 1%. Châu Á thì các cái chỉ số như Hang Seng, Nikkei, Shanghai, Kospi đều tăng lần lượt là 1, 3 tới 5%. Các cái chỉ số chứng khoán châu Âu như CAC, DAX, FTSE 100 đều có những cái sự tăng trưởng. Tuy nhiên là FTSE 100 thì có những cái sự điều chỉnh vào tầm cuối tuần. Hàng hóa thì chúng ta có cái sự phục hồi tới từ giá dầu thế giới anh chị. Giá dầu WTI và giá dầu Brent sau những cái tuần giảm giá tương đối mạnh thì cũng đã bắt đầu phục hồi lại trong tuần vừa qua. Và đặc biệt là giá vàng. Giá vàng thế giới tiếp tục có cái xu hướng vượt đỉnh. Thì trong nước tuần vừa qua giá vàng SZC thì có những cái sự chững lại, vẫn đang tương đối là đóng băng. Tuy nhiên là giá vàng nhẫn cũng đã bắt đầu có những cái vùng giá, những cái mức giá cao nhất trong lịch sử anh chị. Giá vàng là một cái loại tài sản cả nhà mình thấy là cũng đang có cái xu hướng vượt đỉnh mọi thời đại, kể cả trong nước và kể cả thế giới. Còn riêng chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua là một cái tuần phục hồi khá là mạnh, một cái tuần khá là vui đúng không cả nhà. Từ phiên ngày thứ ba khi mà anh em live stream trực tiếp trong giờ giao dịch buổi chiều thì có những nhận định với cả nhà mình là đúng vào phiên ngày thứ ba là cái phiên thị trường thông thoáng nhất. Ngày thứ ba nếu như mà không lên được thì gần như là chúng ta hết cơ hội để mà lên. Thì khá may mắn, đúng với cái nhận định anh chị, đúng vào phiên chiều ngày thứ ba là cái phiên mà thị trường rất thông thoáng trong đa khung thời gian. thì thị trường cũng đã có những cái cú bứt phá khoảng 20 điểm. Và sau đấy các phiên sau là phiên ngày thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu thị trường cũng đều có những cái sự tăng trưởng khá ấn tượng. Tuy nhiên vào phiên ngày thứ Sáu do một số cái vấn đề liên quan tới cơ cấu quỹ thì thị trường đóng cửa cũng quanh mức tham chiếu là quanh 1272. Nhưng mà có những cái giai đoạn nó hướng tới cái vùng 1285 luôn anh chị. Chỉ số VN30 đóng cửa tuần vừa rồi cũng tăng 3,48%. Sàn Hà Nội cũng tăng khoảng 1,5% anh chị. Về mặt bằng chung các chỉ số chứng khoán Việt Nam, các nhóm ngành đều có một cái mức tăng trưởng tương đối là ấn tượng trong tuần vừa qua. Đây là cái tổng hợp các cái nhóm ngành biểu đồ của em ha. Thì cả nhà mình thấy là trái ngược với tuần vừa rồi chỉ có một vài mảng cổ phiếu trụ như là ngân hàng nó sang điểm thôi. Còn tuần này vẫn tiếp tục là ngân hàng đóng góp nhiều nhất cho thị trường. Nhưng mà bên cạnh ngân hàng chúng ta vẫn có những cái nhóm cổ phiếu lớn khác như là bất động sản, chứng khoán, thép, dầu khí cũng đều tăng điểm anh chị. Đối với VN30 thì tuần vừa rồi gần như là sang điểm hết. Khoảng tầm 20% cổ phiếu trong VN30 có một cái mức đỏ nhẹ thôi. Ví dụ như Pau tuần vừa rồi là giảm khoảng 1,9%, GAS là khoảng 1,6%, VIX là 1,4%, TPBank thì cũng quang tham chiếu và Vinamilk cũng như gần như là quang tham chiếu. Gần như là tất cả những cái nhóm ngành lớn đều chiếm đa phần là các cái số lượng mã xanh anh chị. Đặc biệt nhất vẫn là ngân hàng. Thì cả nhà mình có thể là nhìn về những cái trục biểu đồ. Đây là những cái cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất tới chỉ số trong tuần vừa qua. Đứng đầu là Techcombank theo chiều hướng tích cực. Sau đấy là ACB sau cái phiên cuối tuần bùng nổ blackout rất đẹp anh chị. FPT, MB, VPBank, SSB, HPG cũng phục hồi khá là ấn tượng vào những cái phiên cuối tuần. STB, LBBank, HDBank. Ở cái chiều hướng ngược lại thì chúng ta có VIC, có PNG, có KDC, ITA gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường. Tuy nhiên là không đáng kể, không nhằm nhò gì so với cái sự tích cực của nhóm ngân hàng cả nhà. Về thanh khoản của tuần vừa qua thì thị trường đã thoát khỏi những cái phiên giao dịch thanh khoản thấp kỷ lục anh chị. Cả nhà mình nhớ cái tuần trước đấy nữa, phiên thứ Năm, thứ Sáu thị trường có những cái mức thanh khoản khoảng tầm loanh quanh là 12.000 tỷ anh chị, thấp nhất trong khoảng tầm 1 năm rưỡi đổ đây. Tuy nhiên bắt đầu vào tuần vừa rồi anh chị thì thị trường cũng đã có những cái mức cải thiện thanh khoản tương đối tốt và thanh khoản cứ tăng dần vào cuối tuần. Đặc biệt là phiên cuối tuần thị trường đã chạm về những cái ngưỡng, ví dụ như là sàn HOSE là khoảng 20.000 tỷ rồi. Tính cả 3 sàn thì cũng tương tự một phiên tỷ đô rồi cả nhà ha. Về thanh khoản thì thị trường cũng đã được cải thiện. Dòng tiền tham gia, dòng tiền nhập cuộc vào với các cổ phiếu lớn đẩy thanh khoản thị trường lên rất tốt anh chị, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Về khối tự doanh trong tuần vừa qua là một tuần bán ròng anh chị. Bán ròng là khoảng tầm 1.000 tỷ, mua ròng vào là khoảng tầm 700 tỷ. Thì tập trung mua ròng vào là VIX, khả năng là cái phiên ngày thứ Sáu. Khi mà cơ cấu quỹ, VIC là một trong những cổ phiếu bị bán, bị quỹ cơ cấu theo chiều hướng bán ra mạnh nhất. Cho nên là có thể là đội tự doanh họ đã cân lại. Nên là mới có cái tình trạng là VIC nó sẽ được mua ròng mạnh ở trong tuần vừa rồi. Tiếp theo là VIP, ACB, GAS, HDBank và các cái cổ phiếu ở cái cột bên trái màn hình của em đây. Ở cái chiều bán ròng thì chúng ta có MB, HPG, các cổ phiếu quỹ PNG, DGC, CTR và các cái cổ phiếu còn lại bên cột bên tay phải của em ha. Về khối ngoại trong tuần vừa qua thì khối ngoại đã có một tuần mua ròng anh chị. Mua vào là khoảng tầm 3.171 tỷ, bán ra là 1.949 tỷ. Tập trung mua vào các mã cổ phiếu như là SSI, FPT, Techcombank, NAB, STB và những cái mã cổ phiếu bên tay trái màn hình của em đây. Bán ra thì chúng ta có HPG, có VIX này, có VPBank, có MWG, VCG, KDH, EVF và các cái mã cổ phiếu bên tay phải màn hình của em ha. Đó, thì chúng ta đi sơ qua một chút về những cái nhận định tuần vừa rồi. Nếu như mà cả nhà mình có theo dõi video của em tuần vừa rồi hoặc là cả nhà mình đã có những sự đồng hành với em trong những cái buổi live stream thì chúng ta đã biết trước được cái kịch bản trong tuần vừa rồi, đúng không cả nhà? Đầu tiên là về xu hướng trung hạn thì xu hướng trung hạn ở giai đoạn hiện nay chưa có cái gì nguy hiểm cả anh chị. Đầu tiên là bên dưới của khung tuần cũng đang có những cái vùng mây tương đối to hỗ trợ cho thị trường từ cái vùng 1200 tới 1230. Cho nên là trong trường hợp xấu thị trường có mất đi cái vùng 1236, 1245 thì về cái xu hướng trung hạn của thị trường vẫn không có gì nguy hiểm, thậm chí là còn an toàn hơn là những cái giai đoạn sập từ đầu năm tới giờ, ví dụ như là cuối tháng 3 hoặc là trong tháng 8. Còn an toàn hơn khá là nhiều so với những giai đoạn đấy anh chị. Những cái giai đoạn đấy là thị trường nó không có những cái đám mây nó hỗ trợ, còn giai đoạn hiện tại thì mây khá là dày. Và với cái sự an toàn này thì theo em nó còn kéo dài từ bây giờ tới giữa tháng 10 anh chị. Bắt đầu từ cái giai đoạn giữa tháng 10 tới qua tháng 11 thì thị trường bắt đầu có những cái vùng mây nó mỏng hơn, thì giai đoạn đấy chúng ta mới nên quan tâm về cái chiều hướng tiêu cực của cái xu hướng trung hạn. Đối với anh chị nào mình nắm trung hạn, chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ và chúng ta hoàn toàn vẫn có thể kỳ vọng vượt đỉnh. Thì đối với cái trường hợp thị trường vượt đỉnh breakout khỏi cái vùng 1306 thì đối với cái xu hướng trung hạn sẽ vào một cái xu hướng tăng rất mạnh anh chị. Bản chất là trong trung hạn đã là xu hướng tăng rồi. Tuy nhiên là cái giai đoạn từ đầu năm tới bây giờ thị trường đang ở trong một cái nhịp tái tích lũy lại trong cái xu hướng tăng. Cho nên là giai đoạn tới nếu mà thị trường có những cú bứt phá qua cái vùng 1306 thì chúng ta sẽ có những cái nhịp tăng mạnh trong giai đoạn tới. Và mình kỳ vọng là từ cái giai đoạn hiện tại là tầm giữa tháng 9 tới giữa tháng 10 nó break out càng sớm càng tốt anh chị. Chứ để mà qua giữa tháng 10 trở đi break out thì cái xung lực nó không còn mạnh nữa. Cho nên là hy vọng chúng ta trong giai đoạn tới, đặc biệt là cuối tháng 9 có những cái vùng hỗ trợ của khung đồ thị ngắn hạn thì thị trường sẽ có những cú bứt phá mạnh mẽ hơn. Thì diễn biến thị trường như thế nào thì mình sẽ cập nhật trực tiếp trong những cái nhóm khách hàng của mình cả nhà ha. Hoặc là mình sẽ cập nhật trực tiếp trong các cái video hàng ngày. Sắp tới thì vào mỗi buổi chiều em Cường sẽ làm những cái video nhanh khoảng tầm 10-15 phút thôi để mà hỗ trợ cả nhà mình cập nhật nhanh với thị trường và chúng ta sẽ biết làm gì trong các phiên tới. Rồi tiếp theo là về cái xu hướng ngắn hạn. Trong tuần vừa qua mình cũng chia sẻ với cả nhà mình về những cái dự kiến vận động của thị trường này. VN-Index xuất hiện trạng thái khách sạn vào các ngày đầu tuần và dự kiến phục hồi về cái vùng từ 1267 tới 1273. Cho nên là cả nhà mình thấy với những cái vận động khi mà index nó rơi về cái vùng hỗ trợ ngắn hạn 1236 tới 1245, mình còn khuyên cả nhà mình là không được bán, thậm chí là nhóm mình còn mở mua vào đối với những cái vị thế trung hạn. Ví dụ cổ phiếu SZC trong tuần vừa qua mua ở quanh cái vùng giá 35. Còn không hề khuyên anh chị mình bán. Và nếu như mà chúng ta bán thì chúng ta chỉ chờ về cái vùng từ 1267 tới 1273 để mà bán thôi. Thì dự kiến vận động này, index sẽ có những cái nhịp phục hồi vào đầu tuần từ 1267 tới 1273. Nhưng mà cả nhà mình thấy là với cái sự tích cực của thế giới, thị trường Mỹ, thị trường chứng khoán châu Á, châu Âu đều tăng mạnh ở những ngày cuối tuần. Cho nên là cái xung lực giúp cho index ở Việt Nam của chúng ta có những cái sự tăng mạnh hơn so với dự kiến. Cao nhất tuần vừa rồi là cái vùng 1285 là anh chị. Tiếp theo là về cuối tuần vừa rồi và đầu tuần tới anh chị, chúng ta có những cái vùng nhạy cảm là những cái vùng EMA. Cho nên là trong cái giai đoạn mà có những cái vùng nhạy cảm và EMA thì nó sẽ có hai kịch bản. Một là tích lũy trên cái vùng cân bằng từ 1267 tới 1273. Hai là nó sẽ mất cái vùng cân bằng để mà nó trở về những cái vùng hỗ trợ bên dưới là 1236 tới 1245 anh chị. Thì cái kịch bản nào nó sẽ xảy ra cao hơn? Ở phần 2 em sẽ hỗ trợ cũng như là em sẽ phân tích cả nhà mình để cả nhà mình có những cái kế hoạch hành động tốt nhất nha. Cái này chúng ta đang review lại cái tuần vừa rồi anh chị. Thì gần như cái tuần vừa rồi chúng ta đã khá thành công khi mà không bán ở những cái vùng hỗ trợ cứng từ 1236 tới 1245, mà chúng ta chỉ bán khi mà nó hướng về cái vùng 1267 tới 1273 với những cái vị thế T cộng nha cả nhà. Còn những cái vị thế trung hạn thì trong tuần vừa qua mình đều báo cả nhà mình nắm giữ hết. Tại vì từ bây giờ tới giữa tháng 10 là những cái giai đoạn thị trường về cái xu hướng trung hạn nó đang rất an toàn và mình kỳ vọng vượt đỉnh anh chị. Cho nên đối với những cái cổ phiếu, những cái cơ hội mà mình có khuyến nghị cả nhà mình là tham gia trung hạn thì mình vẫn đang cho nắm giữ. Tuần vừa rồi chỉ có chốt lại những cái mã cổ phiếu T cộng khi mà bắt đáy ở quanh cái vùng từ 1245 tới 1236 thôi. Đó, ví dụ như thị trường này, bây giờ cả nhà mình cũng thấy được là nhóm ngân hàng là cái nhóm dẫn dắt rồi đúng không? Nhưng mà trong nhóm khách hàng cá nhân của em Cường thì mình đã view với cả nhà nhóm ngân hàng là nhóm dẫn dắt cả tháng này rồi. Từ giữa tháng 8 tới bây giờ. Đây là nhóm cập nhật thị trường anh chị. Nhóm này chuyên cập nhật nhanh nhất, sớm nhất cũng như là nhận định thị trường sớm nhất cho cả nhà mình, đặc biệt là anh chị khách hàng, nhà đầu tư. Đó, thì cả nhà mình có thể đọc qua đúng không? Cũng như là phân tích với cả nhà về nhóm ngân hàng này, làm các video nhận định về nhóm ngân hàng cho cả nhà, mà mình cũng đã có những cái video ví dụ như tuần vừa rồi này cũng đã nhận định này, vừa nhận định trong nhóm khách hàng mà còn vừa làm video nhận định cho cả nhà mình ở trên trên kênh Ichimoku Trịnh Phát luôn. Cho nên là cả nhà mình đừng có tiếc là ủng hộ cho kênh một cái nút đăng ký nha cả nhà, để mà kênh có thể là phát triển thêm những cái video bổ ích, những cái video sớm nhất cho cả nhà mình ha. Đó, nhận định cả nhà thấy không? Các ngày đầu tuần khả năng hồi phục lên này. Đó, cũng y chang những cái nhận định trong room cá nhân của mình thôi. Ví dụ như nhóm tín hiệu trung dài hạn này thì cũng đã có những cái vị thế mua CTG từ khá là sớm quanh cái vùng giá 33. Và trong tuần vừa qua ở những cái phiên giao dịch thị trường có những cái nhịp giảm sâu về quanh cái vùng từ 1236 tới 1245 thì nhóm mình cũng đã mở mua đối với cổ phiếu SZC đối với cái nhóm trung hạn anh chị. Nhóm trung hạn thì gần như là trong tuần vừa qua chỉ có mua vào chứ không có bán anh chị. Còn đối với nhóm T cộng ở cái tuần trước đấy nữa, vào ngày 10 tháng 9 thì mình có cho anh chị mình mở mua KDH này, mua Nam Long, mua HCM, mua FPT này. TNG thì cái ngày đấy nó chưa về, cho nên là theo cái quy định của nhóm T cộng là cổ phiếu nào chưa về là bỏ cổ phiếu đấy. Đó, và thứ năm tuần trước, cái thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2024 có chia sẻ trước với cả nhà là chúng ta hãy chờ thị trường nó hồi về quanh 1267 tới 1273 để chúng ta bán những cái cổ phiếu T cộng. Thì đúng vào cái tuần vừa rồi anh chị, khi mà thị trường có những cái nhịp bật tăng về cái vùng cân bằng 1267 1273 thì bắt đầu nhóm mình cũng cho chốt lời, và gần như là những cái vị thế T cộng bắt được ở cái tuần 9 tháng 9 đều có lãi anh chị, đều có lãi, chỉ có TNG là nó không về điểm mua thôi. Đó, thì anh chị mình ngoài cái việc anh chị mình được cập nhật ở trên nhóm khách hàng thì cả nhà mình nếu mà đã là khách hàng của câu lạc bộ hoặc là anh chị mình đã là khách hàng của em Cường và đã có tài khoản SSI với cái ID là y ngắn 610001 thì cả nhà mình ngoài cái việc anh chị mình được hỗ trợ cá nhân, cả nhà mình còn được sử dụng miễn phí gói VIP 2 đối với ứng dụng chứng khoán ITB nha cả nhà. Thì ứng dụng chứng khoán ITB là một ứng dụng cung cấp trực tiếp và real time sớm nhất những cái tín hiệu mua, bán cho cả nhà mình, đầy đủ giá mua, giá chốt lời, giá cắt lỗ rất cụ thể anh chị, và báo cả nhà mình real time trực tiếp trong phiên giao dịch. Thì đối với ứng dụng này là được phát triển bởi team tham mưu của câu lạc bộ ITB. Để mà anh chị mình tham gia vào ứng dụng này, anh chị mình có thể là cài miễn phí vẫn được. Tuy nhiên là em khuyến nghị cả nhà mình là nên mở thêm một cái tài khoản SSI đồng hành cùng với em Cường. Thì cả nhà mình sẽ được nâng cấp lên cái gói VIP 2 của ứng dụng này, sẽ đầy đủ những cái chức năng hơn nha cả nhà. Vừa được vào những cái nhóm cá nhân, vừa được cung cấp tín hiệu bởi đội ngũ team tham mưu của câu lạc bộ. Thì cả nhà mình hãy nhanh tay mở mới một cái tài khoản SSI với cái ID là y ngắn 610001 để mà về đội em Cường và tải ứng dụng, sử dụng gói VIP 2 của câu lạc bộ một cách miễn phí nha cả nhà. Thì những cái thao tác mở tài khoản SSI hoặc là anh chị mình đã có sẵn tài khoản SSI rồi thì cả nhà mình cứ liên hệ trực tiếp với em Cường thông qua số điện thoại Zalo bên dưới màn hình của em ha. Em sẽ hỗ trợ cả nhà một cách nhanh nhất. Đó, thì đó là tổng hợp sơ qua những cái tiêu điểm, những cái hành động của chúng ta trong tuần vừa qua anh chị. Vậy thì trong tuần tới thị trường liệu còn có tăng tiếp được hay không? Hoặc hay là thị trường điều chỉnh để tạo ra những cái điểm mua mới? Thì bây giờ em Cường mời cả nhà mình bước vào phần thứ hai, nhận định thị trường chứng khoán. Thì trước khi bước vào phần thứ hai, cả nhà mình có thể là một lần nữa để lại bên dưới phần bình luận những cái trái tim ủng hộ cho em Cường nhé. Đầu tiên, làm gì thì làm anh chị, mình vẫn giữ quan điểm đầu tư của mình. Với một thị trường giả sử mà cái xu hướng trung hạn chúng ta còn kỳ vọng đi lên được thì chúng ta mới tham gia thị trường. Ngược lại, nếu mà xu hướng trung hạn hết kỳ vọng thì chúng ta cũng không có lý do gì chúng ta tham gia thị trường chứng khoán nữa anh chị. Cho nên là để mà phân tích về cái đồ thị trung hạn rất quan trọng nha cả nhà mình ha. Thì trên cái biểu đồ của em là biểu đồ của VN-Index trong xu hướng trung hạn. Đầu tiên cả nhà mình thấy này, hiện tại đối với cái giá đóng cửa trong tuần vừa qua thì thị trường chúng ta vẫn là một cái tuần đóng cửa cao hơn so với các cái vùng hỗ trợ của thị trường. Cái vùng hỗ trợ gần nhất của trung hạn là 1236, tiếp theo là từ 1200 tới 1230. Và hiện tại là giá trên mây, giá trên các cái đường hỗ trợ, cho nên là về cái xu hướng trung hạn chúng ta vẫn là một cái xu hướng tăng nha cả nhà. Và đặc biệt ở trong giai đoạn này mình đánh giá từ bây giờ tới giữa tháng 10 là một cái giai đoạn an toàn hơn khá là nhiều so với những cái nhịp trước. Những cái nhịp trước thì chúng ta không có bất kỳ một cái vùng nào đỡ cả anh chị. Còn nhịp này chúng ta có những cái vùng mây to đỡ, là một cái vùng khá là an toàn, thuận lợi để thị trường nó an toàn hơn, hoặc là thuận lợi để thị trường tạo một cái xung lực vượt đỉnh trong giai đoạn tới. Cho nên về trung hạn mình vẫn thấy được là thị trường có cơ hội vượt đỉnh trong giai đoạn tới nha cả nhà, đặc biệt là từ bây giờ tới cái giai đoạn giữa tháng 10. Còn về cái xu hướng ngắn hạn thì như tuần vừa qua mình có chia sẻ với cả nhà mình là thị trường sẽ có những nhịp phục hồi về cái vùng khách sạn quanh 1267 tới 1273 đúng không? Thực tế thì thị trường còn tích cực hơn so với dự kiến anh chị. Thị trường còn vượt qua, có những cái giai đoạn là nó còn phi tới tận cái vùng 1285 luôn. Tuy nhiên vào tuần tới thị trường chúng ta vẫn có những cái vùng xoắn mây. Và thông thường khi mà mình có chia sẻ với cả nhà ở những cái vùng xoắn mây thì cả nhà mình cũng thấy được, một là chỉ số hoặc là cổ phiếu khi mà tiếp cận về những cái vùng xoắn mây nó sẽ đi ngang hoặc là nó chỉnh thôi anh chị. Gần như là không có những cái nhịp bứt phá nào quá mạnh mẽ khi mà thị trường có những cái vùng xoắn mây như vậy. Thì theo cái xoắn mây ở tuần tới anh chị, đặc biệt là từ ngày thứ ba trở đi, từ ngày thứ ba tới ngày thứ năm, thì thị trường bắt đầu về những cái vùng xoắn mây này. Thì có hai trường hợp, một là nó tích lũy ở trên cái vùng 1264, hoặc là có nhúng sâu hơn một tí thì tầm 1256 thôi. Có nghĩa là từ 1256 tới 1264 thị trường không được xuyên qua cái vùng này. Tới cái giai đoạn cuối tuần thị trường sẽ về những cái vùng mây to, thì cơ hội để mà index công phá 1300, thậm chí là vượt qua 1300 là có nha anh chị. Còn trường hợp tiêu cực hơn là thị trường nó quay lại, nó mất cái vùng từ 1256 tới 1263, thì ở cái trường hợp đấy thị trường nó sẽ quay trở lại, nó tiếp cận về những cái vùng hỗ trợ bên dưới là từ 1236 tới 1245. Thì ở cái trường hợp này thị trường cũng sẽ phục hồi được, tại vì ở đây là hai con dao găm, hai cái vùng hỗ trợ rất cứng của thị trường, và kèm thêm nữa là tương lai sẽ có những cái vùng mây to. Tuy nhiên là với cái trường hợp mà test xuống thêm một lần nữa anh chị, thì mình thấy là nó không còn quá nhiều kỳ vọng ở cái vấn đề là vượt qua 1300 nữa. Tại vì khi mà nó về tới cái vùng 1236 tới 1245, vô hình chung cái vùng quanh 1264 lại là cái vùng kháng cự của thị trường trong giai đoạn tới. Thì theo mình nếu mà nó ở cái trường hợp mà nó còn xuyên xuống 1236 tới 1245 nữa thì nó mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều sức lực để mà quay lại cái vùng 1300 anh chị. Cho nên là với cái xu hướng trung hạn nha anh chị, thì mình lại thiên về cái hướng kỳ vọng thị trường tuần tới. Khi mà về những cái vùng xoắn mây, những cái vùng nhạy cảm từ ngày thứ ba tới ngày thứ năm thì tối đa thị trường chỉ có test về quanh cái vùng là 1256, hoặc là tích cực hơn là 1263, 1264 anh chị. Bắt đầu từ đấy đi lên vào tầm cuối tháng này là rất đẹp luôn. Còn trong trường hợp mà nó xuyên xuống, nó về tới 1236 tới 1245 thì nó cũng sẽ đi lên thôi, nhưng mà cái biên độ lên nó không được nhiều, nó vẫn phù hợp với lại anh chị mình đánh T cộng. Cho nên là anh chị mà mình đánh ngắn hạn, cả nhà mình lưu ý ở bất kỳ trường hợp nào chúng ta vẫn đều kiếm lợi nhuận được. Nên anh chị mình thích đánh T cộng thì cả nhà mình có thể là liên hệ với em Cường để mà chúng ta về đội. Tại hiện tại là em vừa triển khai nhóm cập nhật thị trường để mà thông báo nhận định kịp thời tới quý anh chị nhà đầu tư. Nhóm 2 là cái nhóm về tín hiệu trung hạn. Anh chị mà mình không có thời gian, cả nhà mình theo khuynh hướng đầu tư trung và dài hạn, mình có thể là hỗ trợ cả nhà mình được. Và cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà nhộn nhịp nhất anh chị, là nhóm T cộng. Thì cái nhóm này trong tuần liên tục có những cái cơ hội, và theo như nhận định của mình ở tuần tới, một là nó chỉnh về tầm 1264 hoặc là sâu hơn là tầm 1236 tới 1245 thì có khá là nhiều cái cơ hội T cộng anh chị. Và anh chị mình thích đánh T cộng, anh chị mình cứ liên hệ với em để về đội của em Cường ha. Rồi tiếp theo là về chỉ số VN30 anh chị. Trong tuần vừa qua VN30 rất mạnh do có cái sự góp mặt của nhóm ngân hàng. Thì VN30 trong tuần vừa qua đã có những cái giai đoạn là đánh phá những cái vùng đỉnh lịch sử anh chị. không phải những cái vùng đỉnh cao nhất trong năm nay từ 1230 tới 1240 nhưng mà bị cụt đầu. Thì qua tuần tới VN30 cũng sẽ tiếp cận về những cái vùng xoắn mây thôi. Đó. Thì đối với VN30 mình đánh giá cao hơn index bởi cái xung lực nó mạnh hơn. Cho nên là đối với VN30 theo mình là kịch bản xảy ra cao nhất đối với VN30 là sẽ có một cái cú nhúng về quanh 1310 anh chị. Thì về quanh đây anh chị mình hoàn toàn có thể là lựa những cái cổ phiếu trong nhóm VN30, đặc biệt là nhóm dẫn sóng là ngân hàng để mà chúng ta tham gia vào. Nhóm Midcap tuần vừa rồi cũng có khách sạn, nó cũng hồi lên rất đẹp anh chị. Thì dự kiến vận động đối với nhóm cổ phiếu Midcap là những cái ngày đầu tuần. Đó, những cái ngày đầu tuần là nó sẽ test lại những cái vùng hỗ trợ dưới đây và sẽ tiếp tục phục hồi ở những cái ngày cuối tuần anh chị, từ thứ Sáu trở đi tới cuối tháng. Đó, cả nhà lưu ý ha, Midcap vẫn sẽ có cơ hội. Mặc dù giai đoạn hiện tại dòng tiền nó đang tập trung tương đối mạnh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, là nhóm trụ, nhưng mà nhóm cổ phiếu Midcap cả nhà mình cũng không nên bỏ qua, bởi vì cũng có nhiều cổ phiếu hiện tại em thấy là bắt đầu có những cái tín hiệu đảo chiều sau cái quá trình downtrend đầu năm tới giờ đấy cả nhà. Thì cổ phiếu nào đang có cái tín hiệu đảo chiều cho một cái xu hướng lớn, một tí nữa ở phần cuối cùng em sẽ liệt kê ra cho cả nhà mình tham khảo nha. Anh chị mình cố gắng coi từ đầu tới cuối thật kỹ nha cả nhà, để mà chúng ta không bỏ sót qua dữ liệu nào. Còn đối với nhóm Midcap thì nó yếu hơn so với nhóm Blue Chip và nhóm Midcap anh chị. Nhóm Small Cap và nhóm Penny, thì hiện tại vẫn đang có những cái vùng mây khá là to trong ngắn hạn. Đối với nhóm Small Cap thì em nghĩ là phải giai đoạn sau, và thông thường nó đều như vậy mà, bởi vì ở giai đoạn đầu sóng toàn là Blue Chip nó chạy thôi. Blue Chip nó chạy xong mới tới Midcap, Midcap nó chạy xong thì mới tới Penny, hay chúng ta gọi là nhóm Small Cap cả nhà ha. Cho nên là nhóm Midcap, nhóm Small Cap, nhóm Penny hiện tại em cũng thấy chưa có nhiều cơ hội. Đối với anh chị nào mình đánh Penny thì cả nhà mình lưu ý là giai đoạn hiện tại chúng ta không nên ưu tiên nha cả nhà. Đó, thì tổng kết lại ở tuần tới đối với chỉ số VN-Index, về cái xu hướng trong ngắn hạn vẫn giao dịch tích lũy quanh cái biên độ từ 1240. Em nói cái vùng nha anh chị, có nghĩa là từ 1236 tới 1245 mình nói là 1240 tới vùng 1300. Với cái vùng cân bằng là từ 1257 tới 1263. Và dự kiến nha anh chị, dự kiến các ngày đầu tuần thị trường có khả năng điều chỉnh về cái vùng cân bằng. Thì có hai trường hợp hồi nãy em cũng liệt kê ra rồi. Đầu tiên là thị trường vận động trên cái vùng cân bằng tới cuối tuần, có nghĩa là nó chỉnh về vùng cân bằng và nó vận động ở trên cái vùng cân bằng này tới cuối tuần, thì index khả năng tiếp tục tăng trưởng về cái vùng 1300, thậm chí là vượt đỉnh nha anh chị. Còn trường hợp 2 là index vận động mất cái vùng cân bằng, có nghĩa là đầu tuần nó quay trở lại cái vùng cân bằng từ 1257 tới 1263 và nó không giữ được cái vùng này, nó còn xuyên xuống. Thì ở cái trường hợp đấy index nó cũng sẽ test lại quanh cái vùng 1236 tới 1245 một lần nữa, và sẽ bắt đầu xuất hiện nhịp hồi về cuối tuần ở cái vùng cân bằng 1263. Thì mình kỳ vọng cái trường hợp tích cực này xảy ra để mà chúng ta có nhiều cái cơ hội hơn, đánh phá cái vùng 1300 nó tốt hơn anh chị. Đó là về những cái nhận định về mặt chỉ số nha anh chị. Thì cả nhà mình đã ok chưa? Nếu mà cả nhà mình ok cái phần này rồi thì cả nhà mình comment chữ ok bên dưới phần bình luận giúp cho em ha. Phần tiếp theo là phần nhận định về các nhóm ngành anh chị. Đầu tiên là về ngân hàng. Ngân hàng thì giờ không nói nữa anh chị. Ngân hàng mình đã nói quá nhiều về nhóm này rồi. Một trong những người nhận định sóng ngân hàng đầu tiên trên thị trường nha cả nhà ha. Một trong những người nhận định thị trường, nhận định về sóng ngân hàng đầu tiên trên thị trường, và có những cái nhịp bắt nhóm ngân hàng từ rất sớm, cho nên là mình cũng không nhắc nhiều về nhóm này nữa. Vẫn là một cái xu hướng tăng, vẫn là cơ hội những lúc thị trường điều chỉnh thôi. Đối với nhóm chứng khoán, về cái chỉ số chung, trong tuần tới chúng ta vẫn có những cái vùng eo mây ở đây anh chị. Cho nên là khả năng nhóm chứng khoán trong tuần tới vẫn tiếp tục là rung lắc. Đối với nhóm chứng khoán thì chúng ta nên tập trung những cái cổ phiếu khỏe nhất, ví dụ như là MBS, ví dụ như HCM, ví dụ như là con BVS chẳng hạn, hoặc là FTS, những con khỏe nhất để mà chúng ta giao dịch T cộng. Còn để mà đánh sóng của nhóm chứng khoán anh chị thì chúng ta cần phải chờ cái sự xác nhận từ thị trường. Tại vì theo em thị trường nó vào sóng không thể nào thiếu chứng khoán được. Cho nên cái vấn đề nhóm chứng khoán có sóng hay không là phải phụ thuộc vào thị trường chung nhanh nhịn. Về cái đồ thị ngành thì hàng đầu vẫn là nhóm ngân hàng. Bởi vì nhóm ngân hàng bây giờ là cái nhóm thông thoáng nhất, và với cái xu hướng tổng thể về mặt chung và dài hạn, nhóm ngân hàng vẫn đang là đẹp nhất anh chị. Tiếp theo là nhóm chứng khoán, tiếp theo là nhóm bất động sản. Bất động sản thì ở trong cái livestream trong tuần của em, mình có nhắc tới một vấn đề là trong giai đoạn tới khoảng tầm 4 tuần tới anh chị, 4 tuần tới nhóm bất động sản bắt đầu có những cái sự thông thoáng ở cái chiều hướng lên đối với những con bất động sản từ đầu năm tới giờ đang giảm. Ví dụ sale, đất xanh, Phát Đạt, HDC, vân vân anh chị, những cái con nào từ đầu năm tới giờ đang giảm, hoặc là kể cả bất động sản khu công nghiệp như là KBC, SZC, VGC đều có cơ hội lên vào một tháng tới. Ví dụ như cả nhà mình có xem livestream của em vào ngày thứ ba, mình nói thứ ba không lên là không hôm nào lên được. Bởi vì sao vậy? Là vì thứ ba là cái ngày trong đồ thị ngắn hạn của Ichimoku nó có cái sự thông thoáng cả đa khung thời gian. Đó là những cái giai đoạn mà dễ lên nhất. Và với nhóm bất động sản nó cũng tương tự như vậy, nó vẫn có cái sự thông thoáng khoảng tầm 4 tuần nữa. Mà cái sự thông thoáng này nó không phải là ở đồ thị ngắn hạn, mà nó có thể là nó là cái đồ thị trong trung và dài hạn anh chị. Với cái đồ thị trong trung và dài hạn, anh chị mình hoàn toàn có thể ăn vài chục % là bình thường. Nói chung là mình cũng chưa biết cái câu chuyện bất động sản bên ngoài sẽ có những cái chính sách như thế nào hỗ trợ nhóm này vào cuối năm hay không. Nhưng mà đối với cái đồ thị kỹ thuật, chúng ta đang có những cái tia hy vọng đối với nhóm cổ phiếu bất động sản này vào tầm 1 tháng tới, kéo dài tới cuối năm nay. Cho nên là anh chị nào mà mình quan tâm về nhóm bất động sản thì cả nhà mình có thể là tua lại đầu video, hoặc là ở cuối video em để một cái QR code về cổ phiếu bất động sản, đánh sóng bất động sản cuối năm nay. Anh chị mình tham gia vào, khi mà có bất kỳ những cái tín hiệu gì của nhóm bất động sản mình sẽ báo với cả nhà mình ha. Hy vọng là cuối năm nay bất động sản sẽ quay trở lại. Vẫn là một câu nói thôi, bất động sản cuối năm nay không lên là năm sau chết cả nhà mình ha. Đối với kỹ thuật là như vậy cho anh chị. Cuối năm nay bất động sản không lên là năm sau chết nha cả nhà ha. Rồi tiếp theo là về nhóm ngành thép anh chị. Thép hiện tại cũng đang bắt đầu có những cái tín hiệu đảo chiều và cũng đang neo lại ở những cái vùng hỗ trợ trong trung và dài hạn rồi. Tuy nhiên là về ngắn hạn, nhóm thép cũng đang có những vùng mây to ở đây. Khoảng tầm 2 tuần tới, mây to khoảng tầm 2 tuần nữa. Cho nên nhóm thép theo em là đã tạo đáy ở quanh đây rồi. Nhưng mà để mà lên thì phải mất thêm 2 tuần nữa nha cả nhà. Đối với anh chị mình nắm thép thì cả nhà mình cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Thép bây giờ là không vội được anh chị. Thép bây giờ chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi để mà qua bên này sườn đồi, qua những cái vùng mây mỏng hơn. Chúng ta sẽ có những cái nhịp phục hồi tốt hơn. Về dầu khí thì đúng như nhận định đúng không anh chị? Sau khi mà neo ở quanh cái điểm hỗ trợ này, cái vùng hỗ trợ của nhóm dầu khí, thì nhóm dầu khí cũng đã phục hồi về quanh cái vùng khách sạn. Tuy nhiên là tuần tới khả năng dầu khí nó sẽ quay trở lại, nó tích lũy trở lại. Anh chị mình nắm nhóm dầu khí cả nhà mình chú ý ha. Chung quy lại là hiện tại cả tứ trụ anh chị, băng chứng, thép, bất động sản đều có cái cơ hội tăng trong giai đoạn tới. Hy vọng là trong giai đoạn tới cả 4 nhóm ngành này đồng thuận, và dẫn đầu là nhóm ngân hàng anh chị, dẫn đầu là nhóm ngân hàng. Chứng khoán thì chúng ta thấy là cũng sẽ có cơ hội nếu mà thị trường trong giai đoạn hiện tại nó tích lũy ở trên cái vùng cân bằng. Tới cuối tháng 9 thì nhóm chứng khoán cũng tương tự như vậy anh chị. Đồ thị của nhóm chứng khoán bây giờ nó cũng na ná đối với thị trường ấy. Bất động sản thì em nói rồi. Bất động sản thì nó cũng khá là giống với lại những cái chu kỳ trước. Nó sẽ chạy sau so với chứng khoán, chạy sau so với ngân hàng. Thì khoảng tầm 1 tháng tới mình thấy cái cơ hội đối với nhóm bất động sản là có. Anh chị mình quan tâm thì cả nhà mình cứ liên hệ với em. Hoặc là cả nhà mình tham gia trước vào những cái room cộng đồng nha cả nhà. Thép thì đã có cái tín hiệu đảo chiều, đã neo ở quanh cái vùng cân bằng, đã có dòng tiền tham gia ở cái vùng cân bằng rồi. Và bây giờ chỉ có chờ thông thoáng hơn thôi, là cũng khoảng tầm 2 tuần tới. Cho nên là đối với góc nhìn của em thì có thể là ngân hàng chạy trước, chứng khoán chạy trước, thép và bất động sản sẽ chạy sau nha anh chị. Nhìn trên kỹ thuật thôi, cái này không phải đoán nha, chúng ta nhìn trên kỹ thuật thôi. Đó. Rồi cái phần cuối cùng ngày hôm nay là cái phần chúng ta sẽ đi vào những cái cổ phiếu tiềm năng. những cái cổ phiếu mà mua khi mà điều chỉnh trong một cái xu hướng tăng, hoặc là những cái cổ phiếu mà đang có những cái tín hiệu đảo chiều thì em sẽ liệt kê ở trong đây ha. Đầu tiên là về nhóm ngân hàng anh chị. Tuần vừa qua là một cái tuần khá tích cực của nhóm ngân hàng, và trong đấy có cổ phiếu ACB. Hiện tại cổ phiếu ACB sau một cái quá trình tích lũy từ đầu năm tới bây giờ, sau con sóng đầu năm thì bây giờ ACB tiếp tục có những cái pha bứt phá blackout. Thì đối với ACB hiện tại là nó còn cái trạng thái hợp bích này khoảng tầm 4 tới 5 phiên nữa, cho nên là trong cái giai đoạn 4 tới 5 phiên tới, cả nhà mình hoàn toàn có thể là tham gia vào ACB những cái nhịp chỉnh trong phiên để mà chúng ta có những cái nhịp đánh ngắn hạn. Với ACB thì chắc là mình không khuyến nghị nắm giữ trung dài hạn đâu, tại vì nó hơi xa cái vùng cân bằng trung dài hạn. Nhưng mà một cái nhịp đang ngắn hạn giúp cho cả nhà mình kiếm được đôi 3% lợi nhuận là hoàn toàn có thể được nha cả nhà. ACB. Tiếp theo là MB anh chị. MB thì cái thời gian cả nhà mình nên canh là khoảng tầm cuối tuần tới. Tại vì cuối tuần tới, ở giữa tuần con MB này nó cũng có những cái vùng eo mây anh chị. Nó cũng khá là giống với thị trường, cho nên là chúng ta canh. Ví dụ mà tầm cuối tuần tới con MB này nó vẫn giao dịch ở trên 24.4, chúng ta hoàn toàn có thể bắt một cái nhịp T cộng. Còn đối với MB thì chắc em cũng nghĩ là như ACB thôi, hơi xa vùng cân bằng trung hạn, cho nên là chúng ta không nên nắm giữ trung hạn, một nhịp đánh ngắn hạn nha cả nhà ha. Đó là hai con cổ phiếu nhóm ngân hàng mình thấy là trong ngắn hạn cả nhà mình chú ý tới và khả năng cao là sẽ có lợi nhuận trong tuần tới luôn. Còn về nhóm chứng khoán thì mình vẫn tập trung hàng đầu con cổ phiếu khỏe nhất thôi, là con HCM để mà đánh T cộng. HCM thì hiện tại vẫn đang còn những cái trạng thái hợp bích đi lên anh chị. Tuy nhiên là cũng khá bất cân bằng rồi. Với cái giai đoạn tới thì mình nghĩ là HCM cũng sẽ có những cái nhịp chỉnh về cái vùng cân bằng. Và cái vùng cân bằng dự kiến nó đang mở ra ở quanh cái vùng là 29.5. Cho nên là tuần tới khi mà có những cái nhịp mà test lại gần 29.5, nó cũng sẽ mở ra những cái cơ hội đánh ngắn hạn cho cả nhà mình. Thì đối với khung tuần của HCM thì vẫn còn hợp bích khoảng tầm 2 tuần nữa anh chị. Cho nên là khoảng tầm 2 tuần này, khi mà HCM có những cái nhịp chiết khấu về những cái vùng cân bằng ngắn hạn, thì chúng ta vẫn có những cái cơ hội tham gia rất ok trong ngắn hạn nha cả nhà ha. Rồi tiếp theo nữa là một cổ phiếu mang cái tín hiệu đảo chiều sau cái quá trình giảm khá là mạnh từ đầu năm tới giờ là KBC anh chị. Hiện tại KBC cũng đang rất mất cân bằng trong khung đồ thị tuần là khung trung hạn, và đang neo lại ở quanh cái vùng cân bằng dài hạn rồi. Tuy nhiên ở trong khung ngắn hạn lại đang xuất hiện những cái tín hiệu phân kỳ đảo chiều MACD. Và cả nhà mình, nếu mà anh chị mình đã từng nghiên cứu về những cái công cụ phân tích đảo chiều thì phân kỳ đảo chiều của chỉ số MACD, của chỉ báo MACD là một trong những công cụ báo hiệu đảo chiều có cái xác suất thắng đúng cao nhất anh chị. Thì hiện tại cả nhà mình thấy là đang có cái tín hiệu phân kỳ đảo chiều đối với MACD rồi. Thì cái vùng mua là quanh cái vùng 26.5 đối với cổ phiếu KBC nha anh chị. Tiếp theo là SZC. Mặc dù SZC thì trong nhóm mình cũng đã vào quanh cái vùng giá 35 rồi, vào từ khá là sớm. Nhưng mà bên cạnh đấy thì sau khi mà phục hồi lên khoảng cái vùng giá 37 thì SZC hiện tại nó cũng đang có những cái tín hiệu phân kỳ đảo chiều tương tự như là KBC anh chị. Cho nên tuần tới khi mà SZC nó tái tích lũy lại ở đây một vài phiên ở quanh cái vùng 36.5 thì cũng là cái cơ hội tương đối tốt của anh chị mình để anh chị mình tham gia một cái tín hiệu đảo chiều nắm giữ cho trung hạn cả nhà ha. Cả VGC cũng tương tự như vậy anh chị. Tuy nhiên VGC thì mình đánh giá là nó không bằng được SZC và con KBC, bởi vì trong cái quá trình mà con VGC đi lên ấy, thì nó cũng gặp khá là nhiều những cái vùng cản anh chị. Cho nên là mặc dù có cái tín hiệu đảo chiều như là con SZC, như là con KBC, nhưng mà VGC thì nó lại không có cái sức mạnh bằng. Cho nên cả nhà cũng phải chú ý hai con SZC và KBC hơn ha. Đó, thì đó là những cái cơ hội mà em chia sẻ với cả nhà mình ngày hôm nay. Và cái phần cuối cùng là cái phần khá là quan trọng, phần tóm tắt và tổng hợp lại. Về xu hướng trung hạn, vẫn là một cái trạng thái tích lũy chặt sau một cái nhịp tăng mạnh năm vừa rồi. Thì nếu mà thị trường vượt qua 1236, mục tiêu của index của chúng ta là 1450. Hiện tại cái hỗ trợ của chúng ta là cái vùng từ 1236 nha anh chị, cái này em ghi nhầm 1236 này. Và dòng tiền hiện tại nó đang quay lại cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng. Thì các cái nhóm cổ phiếu anh chị mình nên chú ý gom vào, đầu tiên là blue chip, thứ hai là mid cap. Dòng tiền sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn khi mà index blackout nha cả nhà ha. Cho nên là ưu tiên hàng đầu là blue chip, tiếp theo là nhóm mid cap. Tại vì blue chip chạy xong nó tới mid cap bạn chị. Chừng nào cuối sóng chúng ta mới nên quan tâm tới nhóm cổ phiếu penny nha cả nhà. Còn về cái xu hướng ngắn hạn, hiện tại là index đang tích lũy anh chị. Và trong tuần vừa qua với cái sự tăng trưởng mạnh mẽ thì index đang mất cân bằng trong ngắn hạn. Và cái vùng cân bằng hiện tại của chúng ta là cái vùng 1263. Khả năng đầu tuần điều chỉnh và cuối tuần là tăng điểm. Hồi nãy em có chia sẻ với cả nhà mình rồi ha. Nhà đầu tư không nên mua đổi này, mua khi index về vùng cân bằng 1263 hoặc về bên dưới 1245. Và càng về cuối tuần index càng an toàn nha cả nhà mình nha. Nhất là ngày thứ 6 anh chị, ngày thứ 6 theo em là ngày an toàn. Mua các cổ phiếu chiết khấu về cái vùng cân bằng hỗ trợ hoặc các cổ phiếu có cái tín hiệu đảo chiều. Thì những cái cổ phiếu T cộng mình đã chia sẻ một vài cổ phiếu cho cả nhà mình ở cái phần trước đó rồi. Còn trong tuần giả sử mà có bất kỳ những cổ phiếu mới có tín hiệu thì mình sẽ cập nhật đầu tiên ở trong nhóm tín hiệu T cộng do em trực tiếp quản lý. Anh chị nào mình có nhu cầu tham gia vào thì cả nhà liên hệ trực tiếp với em, hoặc là cả nhà mình có thể là theo dõi những cái live stream, những cái video của em cập nhật sau cũng được nha cả nhà. Hoặc là nhanh nhất cả nhà mình có thể là tham gia những cái live stream trực tiếp của em từ 11h30 tới 14h45 hàng ngày, hoặc là buổi tối mình cũng sẽ làm lại những cái tổng hợp vào lúc 21h tới 22h mỗi tối trong tuần. Thì một lần nữa anh chị nào mình quan tâm tới con sóng bất động sản cuối năm nay thì cả nhà mình tham gia vào cái room Zalo, em có để cái mã QR code trên màn hình. Và anh chị mình cố gắng là bấm đăng ký kênh ủng hộ cho câu lạc bộ nha cả nhà, để anh em có động lực làm thêm những cái video mang giá trị cao gửi tới quý anh chị mình. Và nếu mà cả nhà mình cần nâng cấp lên gói VIP 2 miễn phí để mà sử dụng những cái tín hiệu của câu lạc bộ một cách nhanh chóng nhất và real time trong giờ giao dịch thì anh chị mình liên hệ trực tiếp với em để em hướng dẫn mà tài khoản SSI. Và em hướng dẫn cả nhà mình cài ứng dụng chứng khoán ITB nha cả nhà. Thì đó là những cái vấn đề, những cái nội dung vắn tắt em muốn chia sẻ cả nhà mình ở trong video cuối tuần ngày hôm nay. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có những cái lợi nhuận lớn trong tuần tới, cũng như là trong giai đoạn tới thị trường sẽ có những cái tầm cao mới anh chị. Cả nhà mình theo dõi thì một lần nữa anh chị mình giúp cho em những cái lượt like, để lại một cái nút đăng ký và comment bên dưới những cái trái tim. Anh chị mình có bất kỳ câu hỏi nào cả nhà mình cứ comment bên dưới phần bình luận nha anh chị. Cảm ơn anh chị mình đã theo dõi từ đầu tới cuối video này và chúc cả nhà mình có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ và tuần sau là một tuần thật tuyệt vời nha cả nhà mình ha. Ok, bye bye cả nhà, chúc cả nhà mình có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Tạm biệt.